phần chứng nhận giống của giống chó Bắc Hà. Đây là hình ảnh của ba vị giám khảo, ông Hoàng Mộc Cương, ông Nguyễn Đạt và ông Nguyễn Khang, anh Nguyễn Hoàng Khang. Toàn cảnh ở bên ngoài chờ vào chứng nhận giống. Số báo danh 059 Bắc Hà đỏ. Bà giám khảo đang đánh giá chó. Chứng nhận giống là cần tổ hợp ba giám khảo. Ba giám khảo đánh giá. Rất tiếc là cái mic nó đang có trục trặc. Đây là mấy thí sinh đang chờ ngoài sân. Chờ đến lượt vào chứng nhận giống. Sân bên cạnh đang là chứng nhận Phú Quốc. Thí sinh thứ hai. Con này là cùng đàn với cùng đôi á.
con của anh. Ta đến em bắt. Bình thường. Anh đừng có băng mờ nữa, anh tập mép dưới thôi. Con mấy con tiền triệu. Mấy con mà năm con không được. Ba giám khảo đang mỗi người làm một công tác để kiểm tra. Đại ca của Mông Cọc và đại ca của cả Mông Cọc cả Phú Quốc bây giờ là sắp sang thành đại ca của Bắc Hà đây rồi. Quanh sân đang rất nhiều chó chờ. Chứng nhận giống tiếp theo Bắc Hà đỏ, Bắc Hà xù đỏ. Thế là mày bây giờ mày xuống ra đây luôn à? Rất nhiều chó chờ. Thank you.
Phú Quốc 195 và Vàng Sơn ạ. 76. Đấy này. Nếu có gì này. Chẳng có vẻ nó ở cái chủ này.